thì chúng ta xin chào quý cha quý sư quý thầy quý ông bà cố quý cụ quý ông bà quý quan khách hôm nay một lần nữa cùng đoàn chúng ta là rất là đông đủ. Mới đầu tưởng như là chỉ có hai mấy bạn thôi mà bây giờ nhìn tất lương gần 40 bạn, có nghĩa là một đoàn chúng ta rất là yêu mến cha khó của chúng ta khó khăn nhất rồi. Ở đây rất là đông. Không những vậy hôm nay có sự đặc biệt của ông bà cố cùng sư sister của cha từ Africa bay về tới đây là 36 tiếng nhé. Chúng ta bay từ Mỹ về Việt Nam là có 13 tiếng, 16 tiếng đúng không? Sơ mà bay về đây là 36 tiếng, 3 lần bay về đây. Cho ông chàng phát tay để cảm ơn sơ, sơ đã về đây để chúc mừng cha phó của chúng con. Quý vị biết rằng không có tự nhiên mà chúng ta yêu mến cha như vậy. Cha phó là rất là theo con được biết là chẳng 6 lần phục vụ giáo sư cha phó của chúng ta. Lần đầu tiên con thấy một vị linh mục và siêng năng chưa hề, cha nói với con là chưa hề bỏ sót một thánh lễ trong suốt 6 năm trời phục vụ trong giờ Westminster, chưa hề bỏ sót một thánh lễ. Có nghĩa là đang đi ăn phở với con đấy, anh phở anh cúng này, em phải làm lễ được anh xin ra ngồi trên đây ăn hết câu hỏi, nhưng mà em phải làm lễ, đang ăn phở với con đi về liền để làm lễ. Cha đến những lúc mà phục vụ cái thánh lễ mà cha chú đáo như vậy, có nghĩa là chưa bao giờ mà cha thiếu sót một thánh lễ cũng như cha sứ đó. Thánh lễ 6:30 sáng là cha sứ làm, và cha phó của chúng ta cũng nói với cha mời cha nghỉ ngơi cha ngủ để cho con làm, cha cũng phục vụ cả thánh lễ. Mà hôm nay cũng ngạc nhiên là con đang đứng ngoài á, thánh lễ của mấy nhá, thánh lễ của mấy mà cha lại đọc thánh lễ mà nước mối rồi nói là cha phó, cha phó là một thứ mấy luôn, là ba thứ tiếng luôn. Chúng con rất là ngưỡng mộ cha trong những năm tháng của trong những nhà người thanh đường Westminster. Hôm nay cha lại nhận nhiệm vụ trở mới, cái điều vui của chúng con là nơi để chúc mừng cha, cảm tạ hồng ơn Thiên Chúa qua cha và cha đi xứ mới. Nhưng chúng con trong tâm trí của chúng con cũng cảm ơn cha trong 6 năm được giáo sứ để mang lại cùng thánh điện đạo đức, cũng như hôm nay nhiều giáo dân đó không là những em không muốn đưa trực tiếp cho cha, xin quý vị thấy ở trên bàn đó, trên bàn của các cô mà đẹp đẹp ban thường vụ cũng vậy, mấy cô có tiền nữa vui rồi, đẹp lắm, hôm nay sao mà đẹp thế. Cái bàn ở trên có những cái hồng giấy, nếu ai không muốn trực tiếp cầm cái envelope chúc mừng cha, quý vị cứ bỏ vào cái hồng giấy ở đó nhé. Rồi chút xíu nữa có thể là con mời cha đi từ bàn để cảm ơn quý cụ quý bà và quý vị toàn thân chúa trong suốt 6 năm trời cha phục vụ giáo xứ. Nếu như quý vị còn thắc mắc thì ở bên đó chúng con có để hai cái hùng để có quý vị nào ngại ngùng muốn chúc mừng cha hoặc là tặng quà cho cha thì con để đấy là hai cái hùng trong góc ngoài các cô trong ban phục vụ. Hôm nay có rất nhiều cái ca đoàn rồi các quý chị đến đây để hát để chúc mừng cha nhé. Nên quý vị chú con và chị Mỹ Lan sẽ làm MC. Nếu có quý vị nào còn muốn hát hò gì nếu mà ai cứ như vậy đi, nếu mà ai muốn chúc mừng cô đoàn, chúc mừng gặp con và muốn hát, muốn hát hò gặp chị Mỹ Lan đi. Còn bây giờ thì hát một nếu là chị Mỹ Lan thì hát thì nhảy nhót sao còn nhảy. Rồi. Các hội đoàn đoàn thể chuẩn bị trước khi chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta muốn chúc mừng cha ví dụ hai ca hội một lần, con sẽ giới thiệu đến đây hội trưởng hội phó và hội viên đoàn Minh Đức Tông Hưng Đoàn Đa Minh Lê Xô rồi các hội đoàn thể các ca đoàn trong năm ca đoàn muốn chúc mừng cha, chúng ta lên thật là nhanh rồi chúng ta chúc mừng cha nhé. Rồi con sẽ nhờ bên bàn quay phim để chúng ta quay phim để những cái phim này để giữ lại để làm những hình ảnh kỷ niệm rất là tốt để chúng ta có cha phó rất là thánh thiện cũng như là hăng say chắc công tác công đồ phục vụ như chúng ta thấy cái mùa Covid đấy. 2 năm trời con với cha 10 giờ đêm là 11 giờ đêm mà nó gió một phát là mọi hôm nhảy ra tháo lều cha phó người ta bảo cha đang đốt đang này thôi đang đốt mọi nó kinh ta ngoài cắt đốt cũng đóng kinh sách như này mà đang là gió và nhà đang là kinh hô hô cắt đi nhảy ra này không có là hư hết đều có một lần con cần cái mắc rồi trả tiền với cha phó một lần mà cắt không nhanh á là biết mấy ngàn đâu, 2-3 ngàn thì nó phá dòng hết, một lần cha tiên bảo một lần nó gió xót xa quá và cha chứ rồi cha phó cho mình là đang đêm 9:10
bị một bắt là vậy ra tắt đèn bỏ anh em ra tắt kỷ niệm mới thì mình cho cha mà con quý là cha sẽ quên được cái kỷ niệm đó cha sẽ nhớ suốt một đời một linh mục nghe đấy là Westminster quý vị biết là bao nhiêu cái canopy không con đã 38 canopy 38 canopy dài chiều rộng 20 feet đến 20 38 cái mình một cái là mà mở hơi tai rồi đúng không mà cứ đánh tới 38 cái quý vị tưởng 38 cái mỗi lần cắt mình lát lên không mở hơi tai cha bon suốt một covid là cha làm việc cũng còn suốt một mùa covid ở đây nhưng mà rất là ngưỡng mộ cha bon và hy vọng về sự mới không có canopy nhiều về canopy nhiều gắn một cái là lên tháo là mở hơi tai rồi 38 cái như mùa vừa rồi 38 cái không bị thấy ngược này cha sứ làm ở đây và cha bó cha sứ trong suốt cái mùa covid đã phục vụ giáo sứ và chúng ta đi ra lễ ngoài không đi ra ngoài rất là đông mà rất là ngưỡng mộ khi được biết là sống đạo giữ đạo vẫn được covid không có nhà thờ nào con đi tất cả đi theo 14 cái nhà thờ Orange County không có nhà thờ nào gắn nhiều cả lúc phim làm lễ cùng giáo sứ chúng ta được nói rằng chúc mừng cha phó chúng ta đã phục vụ suốt 6 năm trời và 2 năm covid trong giáo sứ chúng ta qua mùa covid thì cứ ngó ngó gì đúng không bia ngoài kia ngó làm gì bia ngoài đây này bia ở góc này bia góc này hôm nay chúng ta tới đây mừng cha mà kế bên cha có chủ tịch Hào các bạn biết không chúng ta có ông chủ tịch Hào phở hai tô bia gì 10 chai cũng có một chai bên này có để hai thùng bia bên kia một thùng lớn bên kia các anh thanh niên á đừng có lo Washington là chơi sang lắm nhiều tiền lắm bán được buồn ra được rất là còn mấy ngàn không như ai khác là chúng ta cứ uống bán đường bù là lúc chúng ta mới nhận định mới là còn 1.000 mấy đúng không có 1.500 đồng bây giờ mấy chục ngàn uống đi uống đây hết 100 năm là lấy tiền luôn đến đây bia trên đây nhá cái anh ta lên bia bên này không biết cái chị thì uống cái gì thì con biết nhưng mà bia ở bên không con chị này kế bên chị Vân cái nhóm dancing dancer của Westminster đang đứng đó là bia ở đó một khu ở bên này một khu thì rất là nhiều luôn đừng có sợ hết nữa Westminster là chơi sáng lắm đừng bao giờ sợ hết bia hết thiệt cứ uống không say không về nhưng mà được lái xe thôi cho các chị lái là hai cái mất 20 ngàn uống hai chai mà mất 20 ngàn rồi bia bên này rồi bia bên này nhớ rồi quý vị nào không đoàn nào muốn ca hát hôm nay có con bên chơi ở đây quý vị nào muốn ca hát liên lạc với chị Vũ Lan còn các hội đoàn nào muốn chúc mừng cha các hội đoàn thể bạn thể xin liên lạc với con sẽ giới thiệu lên để chúc mừng cha nếu mà tiện á quý vị muốn cầm envelope trước để chúc mừng cha để chúng ta quay phim chụp hình còn nếu mà quý vị ngại ngùng á thì quý vị chúng ta có envelope để hãy dùng tay đầu ở góc ngoài hoặc các chị bằng dùng tay đầu ngoài đó để chúng ta để chúc mừng chúng ta luôn luôn lớn mạnh trong sinh hoạt của cộng đồng cũng như là
có tới chưa nhỉ? Rồi đây. Các anh đang chụp hình với nhau, khó cố gắng chụp một vài hình nữa cho nhanh nhé, để chúng ta bắt đầu trao chúng ta trễ rồi. Hôm nay lễ trễ, chúng ta các quý vị cũng đói bụng rồi đấy. Bây giờ xin chúng ta cùng ngồi vào chỗ ngồi đi, chúng ta kiếm chỗ ngồi vào để chuẩn bị bắt đầu lên tiền để các quý vị. Dạ vâng, nếu mà bạn nào mình đã đặt một bàn rồi thì không nói, nhưng mà cái bạn nào mà có lẻ ngược đó thì xin quý vị chúng ta thông báo đi cho mình ngồi cho nó đủ bàn, không anh Tuấn? Tại vì mình phải đủ một bàn đi, tại vì nó sẽ bị lẻ lẻ thì mình không tâm lắm. Mình dồn vào nha, mình dồn vào cho đủ người. Nếu mà cái bàn nào mà đi lẻ từ người thì mình dồn vào, còn mình đã đặt một bàn cho các hội đoàn đoàn thể rồi thì thôi nhá. Giờ chúng ta chỉ có một vài phút nữa chúng ta bắt đầu, trong khi cha khởi đang chụp hình lưu niệm đến tất cả các anh chị thì chúng ta chuẩn bị ổn định chỗ ngồi nha, chúng ta bắt đầu start. Tạm nay lễ người trẻ và hai phút nha. Rồi hôm nay như chúng ta cũng thấy có một cái cộng đoàn nào mà tới đây mà dự tiệc cha mà lại có cái thùng lụt mang bút sẹp này không? Ơ, cái này gọi là gì? Đánh lúa. Không có cái cộng đoàn nào mà lại có ở cái nơi mà lúa mà ở đây hiếm lắm chỉ về. Cha nào mà lại hy sinh như cha phó của chúng ta, rất là
siêng năng và đạo đức trong suốt 6 năm phục vụ tổ chức. Lần nữa chúng con, anh em con xin được chúc mừng cha phó và chúc mừng của cô, bà cố cũng như là sơ trong gia đình của cha và gia đình của cha và toàn thể quý vị con khách của cha. Xin mời chị Mỹ Lan. Dạ vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu khai mạc chương trình ngày hôm nay. Thì trước hết xin kính mời anh Trinh Hào là chủ tịch cộng đoàn Westminster của chúng ta. Ông chủ tịch của chúng ta lên đây có đôi lời trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ạ. Xin mời anh Trinh Hào. Vâng, cảm ơn hai MC của cộng đoàn Westminster. Vâng, kính thưa cha xứ. Cha xứ đâu rồi? Thì đại cha xứ đâu? Vâng, kính thưa cha xứ, cha phó, sư Cecilia, thầy Sáu, Nguyễn Tri Phong, quý vị cùng chủ tịch cùng tất cả cộng đoàn dân Chúa. Ngày hôm nay, hôm nãy ở trong thánh lễ đó, con phải nói vội, nói vàng cho nó hết kịp giờ, không thôi là bị cộng đoàn mẹ cầm lên. Cho nên một lần nữa, con xin được thay mặt cho cộng đoàn kính chúc quý cha có bổ mạng ngày hôm nay là Thánh Phêrô. Ba cha của cộng đoàn chúng ta đều là Thánh Phêrô hết. Vâng, chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng ba cha một lần nữa. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có buổi tiệc để mừng bổ mạng của cộng đoàn Thánh Phêrô Westminster, cũng như là chúng ta tri ân cha phó của chúng ta. Cha Khởi ơi, con xin mời cha lên đây. Cha có mời cha phó Phan Đức Khởi lên đài để máy quay phim an hình cha mình. Rồi, một tràng pháo tay để đón chào cha phó của chúng ta. Chỉ còn ngày hôm nay là chúng ta được gọi là cha phó thôi. Chứ qua hết ngày hôm nay là chúng ta phải gọi là cha sở của cộng đoàn Dustin. Thì hôm nay cha chịu khó làm cha phó với chúng con một ngày nữa nhá. Vâng, kính thưa cha phó. Thực sự ra cộng đoàn chúng con rất là tiếc nuối khi phải nhường cha cho một cộng đoàn khác. Nhưng mà cái đó là cái ơn gọi của cha, chúng con không thể nào chịu được. Chúng con chỉ buồn trong lòng, nhưng vui là cha được đi nhận một cái nhiệm sở mới với cái trách nhiệm mới. Cộng đoàn chúng con luôn luôn thương nhớ cha, chứ không có thương tiếc cha, thương nhớ cha. Dù gì đi nữa cũng đã 6 năm chúng ta làm việc chung với nhau, cho nên chúng con rất là nhớ. Hy vọng rằng như là cha tiên sinh nói, nó là một cái quả cam giống như trái cam, chúng con sẽ có ngày gặp lại cha. Và cộng đoàn có nhớ cha hay không thì một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn cha. Và chúng ta trong những cái lời kinh nguyện của chúng ta, con chỉ xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho cha, đặc biệt là cha phó của chúng ta cũng như là các linh mục trên thế giới luôn được ơn bền đổ. Tại vì các cha rất là cần cái ơn này. Con biết các cha rất là cứng cáp trong cái ơn gọi của mình, nhưng Âu là cái những con người, cho nên cũng có những lúc yếu đuối. Vậy thì chúng con xin cộng đoàn dân Chúa một lời kinh cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ trên thế giới, được không ạ? Vậy chúng ta cùng một kinh kính mừng và kinh sáng danh để cầu nguyện cho các cha và đặc biệt là cha phó của chúng ta ngày hôm nay. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà có phúc là Thánh Maria mẹ Chúa Trời.
sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã sáng trước vô cùng. Kính thưa Cha, đó là tấm lòng của cộng đoàn chúng con dâng lên Cha ngày hôm nay. Cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn quý thầy, quý sư và ban chấp hành và tất cả quý cụ, quý bà, và anh chị em trong 6 năm qua đã quý mến con. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tụ họp đến đây để mừng lễ Thánh Quan Thầy của chúng ta là Thánh Phêrô, và cũng nhân tiện đây cũng tạ ơn để cho con tri ân tất cả quý cùng bà và anh chị em và mọi người trong 6 năm qua đã đồng hành với chúng con và đã hướng dẫn, chỉ bảo và cầu nguyện cho con, và để con tiếp tục cái ơn gọi và con đường mà Chúa đã chọn. Xin cầu nguyện cho con để rồi con qua bên kia trở thành giám quản chưa có chưa được mặt giáo sứ, con làm với cái chu toàn trách nhiệm để con, và xin cầu nguyện cho con để giáo nhân ở bên đó cũng yêu mến con như quý cụ tôi bạn bè chàng đã từng yêu mến con trong 6 năm qua. Xin cho chúc lành cho quý cụ tôi bạn bè chàng và cũng xin Thánh Phêrô là quan thầy của cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đang cầu nguyện truyền cầu của Chúa cho tất cả mọi người. Cảm ơn. Chúng con xin chào. Và giờ đây chúng con xin mời cha chánh xứ. Chúng con xin mời cha chánh xứ lên đây để chúc mừng cha, và cha làm phép ăn luôn, nói rồi cha. Cảm ơn cụ chủ tịch, và lần nữa cảm ơn gia đình bà cố, bà cố và gia đình bà cố đã cho cuộc đời chúng ta 6 năm một người con rất là có khả năng và rất là tích cực và đạo đức tân tụy với cộng đoàn. Cảm ơn ban cựu viên chức đã nâng đỡ cộng đoàn và hiện diện lúc nào cũng có những sinh hoạt, các cựu viên chức cũng hiện diện, và có đại diện là cựu chủ tịch Tuấn với ban thường vụ bây giờ rất là tốt đẹp. Và cha phó đã kể tất cả những cái công lao và cộng đoàn của chúng ta sống được sau cái thời đại dịch là công lao của ban thường vụ rất là nhiều. Chúng tôi lúc đó tôi nhớ chỉ có đứng nhìn ở trong cái phòng nhìn ra sợ Covid hơn là sợ dịch vậy. Cho nên là cảm ơn trẻ phó rất là nhiều. Tôi còn nhớ là khi tôi làm cha sở đó thì tôi phải làm linh mục mới 16 năm, còn cha khởi thì chúng ta mới có 12 năm và đã được lên làm cha sở rồi. Và chúng tôi đúng là tuổi trẻ tài cao, và tôi vẫn nói làm cha sở là cha khổ sở. Nói cái đó nó sở, nó đi khổ sở, nó đi với trách nhiệm và cũng đi với niềm vui. Cha sở là cha của người miền Nam, còn cha xứ là cha của người miền Bắc, phải không ạ? Cho nên nếu mà người miền Nam cha sở là cha khổ sở, thì nếu mà cha xứ thì làm sao bỏ xứ ống đi. Đấy, cho nên kiểu chứ nào cũng chết. Cho nên là, nhưng mà là cảm ơn cha Khởi đã follow up, follow me, theo tôi. Đấy, cho nên là trong bài giảng ngày hôm nay, Ngài đã theo Chúa cho dù thấy những cái khổ sở, cho dù những cái ruộng rẫy bỏ xứ ống đi, thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ và chúng ta vẫn theo Chúa. Và Ngài cũng đã nói với tất cả các cựu viên chức ban thường vụ bây giờ, nếu mà đã gọi là tìm cách thoái lui thì có lẽ chúng ta đã không có Ngài như hôm nay. Về hy vọng là chúng ta có Ngài ở dưới cộng đoàn Testing. Tôi nhớ rằng cái khi tôi xưa tôi về cộng đoàn Testing từ cộng đoàn Westminster, tôi là người đặt cộng đoàn Testing là cộng đoàn buồn hơn thất tình, tại vì cộng đoàn nó nhỏ buồn lắm, mà bây giờ rất là nở rộ rồi, không thể gọi là cộng đoàn thất tình nữa, hay là tôi nói cộng đoàn buồn hơn nghĩa trang, đặt rất lẻo đẻo mấy người ạ. Bây giờ rất là đông rồi. Chúc mừng cha phó của chúng ta. Và cái ơn gọi không phải chỉ có người công giáo, mà chúng tôi nãy cha Khởi cũng có nói, ông Chí Tạ và ông phó Trào Bạch Chí cũng có cái ơn gọi với thành phố, cho nên cảm ơn hai vị
dân cử cũng đã hiện diện với chúng ta và tất cả các ban ngành và anh chị em chúng ta đã đọc kinh cầu nguyện cho cha sở tương lai rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa, cảm tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho chúng ta và Chúa cho chúng ta thức ăn ngày hôm nay. Chúng ta là người công giáo, chúng ta ngửa mặt lên trên, chúng ta tạ ơn Chúa. Tuy ban thường vụ tổ chức nhưng tất cả những cái gì Chúa cho là hồng ân Chúa, thì chúng ta cảm ơn Chúa và kinh lạy Cha, kính dân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nguyện Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chiếc cám dỗ, nghiên cứu chúng con cho phải sự dứt, amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần, amen. Chúc quý Cha, quý Sơ và tất cả quý vị một bữa tối ngon. Bây giờ trước khi chúng con mời các sư rồi thầy rồi các dân cử của thành phố xin mời nhà hàng, chúng ta tiếp tục đưa món ăn ra cho quý vị. Chúng ta đói lắm rồi, bây giờ gần 8-9 giờ là chắc chắn đi ngủ rồi. Rồi xin mời nhà hàng chúng ta phục vụ và sau đây xin mời các vị dân cử. Chúng tôi xin mời anh Chí Tạ cùng Nguyễn Bạch Chí là đại diện cho dân cử thành phố để chúc mừng. Cảm ơn anh Đức, con kính thưa cho chánh xứ, cho phố, quý sơ, quý thầy, quý bạn chị em. Phải nói là hôm nay là con rất là vui và cảm động được cùng tham dự với quý ông bà anh chị em cái buổi tế để mà mừng cái ngày thắp lễ bố mẹ của trẻ con. Yes, we sir. Cũng như là chúng ta đều cầu nguyện cảm ơn cha Khởi phục vụ trong 6 năm vừa qua. Thưa tất cả quý vị, quý bà và anh chị em, trong 16 năm phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster, con rất là cảm động và con rất là hãnh diện có được sự ủng hộ của quý ông bà và quý anh chị em tại cộng đoàn Westminster. Và con xin phép cũng được báo một cái tin vui là trong cái kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua ngày 7/6, con đã thắng cử sơ bộ để mà đại diện đảng cộng hòa. Thưa quý ông bà và chị em, con sẽ tiếp tục đại diện đảng cộng hòa ra tranh cử chức dân biểu tiểu bang để đơn vị 70. Và con kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái người mà sẽ dấn thân tiếp tranh cử cái vai trò thị trưởng Westminster không ai khác là nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chính. Con kính thưa cha, sơ và quý thầy, quý chủ tịch cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em, chúng con rất là cần cái sự cầu nguyện, cái sự hướng dẫn của quý ông bà và anh chị em. Xin quý ông bà và anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con có thêm nghị lực để mà phục vụ cư dân trong thời gian sắp tới. Một lần nữa con cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Vâng, kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể quý vị, chúng con là nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí. Xin được cảm ơn ông thị trưởng đã giới thiệu chúng con một cách trân trọng như vậy. Tuy nhiên, chúng con tự nghĩ rằng tất cả mọi người, quý cha, quý sơ cũng như tất cả mọi người chúng ta qua cái thánh lễ tạ ơn vừa qua và hôm nay chúng ta lại có hiện diện trong cái buổi tiệc ngày hôm nay nữa, có cùng chung một mục đích. Mà mục đích đó là chúng ta cùng cảm tạ cũng như là chúc mừng đến cha phó của cộng đoàn của chúng ta. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng chúng tôi một tràng pháo tay thật to, thật kêu và thật dài để chúc lên, cảm ơn và chúc lên cha phó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là vui là được hiện diện trong cái buổi tiệc ngày hôm nay. Phải nói rằng vui sao, chúng tôi là con chiên của cộng đoàn Westminster trong suốt 40 mấy năm qua, từ mà bước chân vào trong đất Mỹ này
thì là đã bước chân ngay tới thành phố Westminster và đã là con chiên của cộng đoàn Westminster. Và thưa với quý vị, có một điều mà chúng tôi cũng phải nói rằng chúng tôi rất ngưỡng mộ ban chấp hành của cộng đoàn Westminster trong suốt bao nhiêu nhiệm kỳ vừa qua, những người đã dấn thân để mà đóng góp cho cộng đoàn lại còn trở lại để đóng góp tiếp tục, như là ông cựu chủ tịch Tuấn hoặc là nhiều vị cựu chủ tịch mà chúng tôi vẫn thấy, chúng tôi được sinh hoạt trong cộng đồng, nhất là cộng đồng tôn giáo. Chúng tôi chưa thấy một cái cộng đoàn nào mà có cái tinh thần làm việc mà giúp đỡ hay là cố vấn cho nhau, mặc dù đã xong cái nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi xin rất là ngưỡng mộ tinh thần đó. Trong cái sự ngưỡng mộ đó, chúng tôi cũng phải thưa rằng chúng tôi xin lỗi là chúng tôi không có cái dịp hay là chưa có được đóng góp vào trong trực tiếp cho ban chấp hành của cộng đoàn Westminster để phục vụ cho giáo dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tham gia vào ca đoàn ngay từ những năm thập niên 80, và bây giờ chúng tôi cũng đang có cơ hội để mà phục vụ cho cộng đoàn của chúng ta nói riêng và cư dân của thành phố Westminster nói chung. Và chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tục ủng hộ và thương mến chúng tôi như những ngày mà chúng tôi có cơ hội để đóng góp vào trong cái sinh hoạt của cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Phật Mà Rèn. Chúng con xin được cảm ơn quý cha và chúc cho cha Khởi với cái cương vị, với cái trách nhiệm mới đó là cha Sở, con biết rằng cũng rất là có nhiều cái lo lắng, nhưng con tin rằng Chúa sẽ ở cùng cha và ban cho cha được đầy sự khôn ngoan để hướng dẫn giáo dân của chúng ta ngay tại Orange County này. Một lần nữa xin chúc mừng đến cha, xin được cảm ơn tất cả quý vị, xin được chúc mừng đến ông chủ tịch cũng như là cựu chủ tịch Tuấn ở đây. Dạ, cảm ơn quý vị nhân và hình như con còn thiếu sót là Sơn Trang. Chúng con xin mời Sơn Trang với thầy có đấy không, là chúng ta hết thủ tục rồi đó. Con ra nhà thờ là con sợ nhất là thiếu sót một ai thì chắc đúng là bị sao, bị phạt đấy. Chúng con mời cha thầy phó có đấy không, chúng con mời Sơn Trang luôn rồi. Sơn đang đâu, lấy gì Sơn tới rồi đúng không? Ờ Sơn, em mời Sơn, mời Sơn đây để chúc mừng cha chứ sao Sơn đứng đó. Sơn chúc mừng xong rồi, thầy chúc mừng xong rồi, chúng ta sẽ có màn múa liền, múa cho ngay để cho nó sôi động, chứ còn hát hò thì chưa chắc là sôi động mà còn múa đâu. Quý vị đã được chuẩn bị coi các chị ăn xong chuyến này là múa hay lắm đúng không? Đã ăn múa rồi, ôi cô nhà mình mà ăn thì thịt lắm, cứ ăn đi, ăn cho múa. Con mời Sơ, mời thầy nha. Con mời thầy ở đây. Dạ, cảm ơn anh đại cùng chủ tịch. Hôm nay cuối tuần này lẽ ra là gia đình con đi vacation đi Seattle với lại một mặt với lại toàn thể các gia đình của chúng con, nhưng mà vì bữa tiệc chia tay với lại cha Khởi cho nên mọi người đều đi, chỉ có con với lại gia đình ở lại, cho nên là vì rất là quý mến cha Khởi. Cái điều mà chúng con học đầu tiên nơi cha Khởi đó là khi mà có bữa tiệc nhỏ ăn chung bữa cơm với lại các cha các sơ trong trong nhà của các cha, thì cha Khởi là người đầu tiên đi phục vụ từng bàn, cha là người cuối cùng ngồi xuống để ăn bữa ăn, và cha là người đầu tiên đứng dậy để mà dọn, và đồng thời cha là người đầu tiên đến nhà bếp để mà rửa chén. Bà xã con cũng như các cô xấu khác đến, ba bà không rửa chén bằng một cha Khởi của chúng ta. Chúng ta cho cha Khởi một tràng pháo tay, còn đó là nghề tay trái của cha. Khi mà thấy cha phục vụ không những chỉ có trên bục giảng, nhưng mà cái phục vụ của cha như Chúa Giêsu dạy là các con hãy rửa chân cho nhau, cha không rửa chân nhưng mà cha rửa chén. Vâng, đó là một cái điều con rất
học hỏi được cha là cái ơn khiêm nhường. Tuy là một vị cha phó nhưng mà ngài rất là khiêm nhường, phục vụ và rất là dễ thương, rất là thánh thiện. Con học hỏi được rất là nhiều. Một lần nữa xin quý vị đồng ý với con là cha Khởi là number one, thì xin vỗ tay cho con một tràng pháo tay. Cha phó number one đúng không ạ? Dĩ nhiên không phải là cha sở number one, là cha Quyên vẫn là cha sở number one. Nhưng mà trong tương lai cha phó chúng ta cũng sẽ trở về. Xin mời dừng lại cho Sơ Trang. Thưa cha Khởi, đây là tất cả các thầy cô, các phụ huynh và các em trong chương trình giáo lý của giáo xứ chúng ta. Cảm ơn cha đã cùng đồng hành với các em và các thầy cô rất nhiều. Cha đã dành rất là nhiều thời gian cho các em, từ các em nhỏ và đặc biệt là các em lớp trung sức. Riêng cá nhân con thì rất là quý cha Khởi cái tấm lòng khiêm tốn, nhiệt thành và rất là bình an, mặc dù là nhiều khi có những công việc rất là căng thẳng mà cha luôn luôn lúc nào một lời hỏi thăm, một lời động viên đã làm cho cảm thấy rất là bình an. Chúng con có lời cảm ơn cha, và từ đây các em và các thầy cô cũng có một và các phụ huynh cũng có vài lời với cha. How about some young people? How about some young people speak English to the audience? Do you want to say something? We want to thank Cha and everything he has done in our parish, especially for us teachers, and as him as a priest leading the way for us and how we should be teaching this place in our own community. Mời trước tiên lên với chúng con và các phụ huynh và các thầy cô, chúng con cũng có một bài hát để chung vui với, và cũng tặng cho cha bài hát khúc cảm tạ.
tràng pháo tay cho Ưng Can Đảm. Vâng, hát kiểu này là tử đạo chết rồi. Cháu làm con mẹ thiết rồi. Không sao quý vị ơi, nếu mà hát hay thì mấy cô đâu đứng ở đây đúng không? Nếu mà là thi nghiệm á, nếu mà hát hay thì mấy chị không qua đây đâu. Chị hát là ta sẽ nghiêm nghiệt kiếm tiền đó. Đừng hát hay, con không có thích ai hát hay. Cứ vậy là được rồi, cứ đọc kinh 150 kinh cầu cho các người của cô rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ một tràng hóa tay để đón mừng một bài vũ. Bài vũ gì chị Vân? Con đường Giê-xu. Một tràng pháo tay thật là lớn. Nếu như không có mùa Covid thì không có cái nút búa này đâu nhá. Trong những cái xui thì nó lại gặp cái hình. Đó, mùa Covid và thưa chị này, thế cho em búa rồi giờ ta cũng búa luôn. Chị búa rất là hay nhá. Rồi, con đường Giê-xu. Xin mời nhóm vũ Westminster Dancer.
sống cũng rất là có ý nghĩa. Ngày hôm nay anh lên đây để mà hát gửi tặng cho cha khởi. Mời anh Bộ, anh Bộ lên sân khấu với nhạc phẩm Nỗi Buồn Xa Cha. Xin các bạn dồn chào phát tay. Trước khi tôi hát bản nhạc này đó là gửi gắm từ trong tâm khảm của tôi để viết lên cái lời này với bản cái nhạc của Nỗi Buồn Hoa Phượng. Và sau đây tôi xin được mời tất cả anh em ở trong đoàn Điện Biên Tâm đến đây để chúng ta cùng hợp với nhau trong cái ca khúc này diễn ra. Xin chị mau lẹ nè, mau lên đâu có không có giờ. Xin mời anh Quý lẹ nè, đâu có không có giờ không. Sáng lên thức dậy, lòng tôi như thấy
Kính thưa cha Khởi, hôm nay anh em ở trong đoàn Vĩnh Tâm con đại diện nói nên lời chân thành, phải nói là cầu xin nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho cha và cha thêm khôn ngoan đạo đức để cha chân thật hoàn thiện của cha trong cái nhiệm kỳ cũng như là trong cái nhiệm sở mới của cha. Và hôm nay anh em trong đoàn Vĩnh Tâm con cũng có một món quà và là nho nhỏ để gửi đến cha, đó là cái hành trang mà cha sắp sửa về trong sinh mới. Xin mời cha lên để nhận món quà của chúng con. Con từ vì hôm nay con làm cái kiệu thánh Phêrô con hết sức rồi, nhưng mà thôi con cũng hát theo cái nguyện vọng thôi. Vâng. Cảm ơn chú Bồ, cảm ơn chú Thanh, cảm ơn chú Ruth và cảm ơn đoàn Liên Minh Chính Tâm đã đồng hành với con trong 6 năm qua. Xin Chúa luôn luôn giúp cho chúng ta và đoàn Liên Minh Chính Tâm luôn luôn sống và phản ánh Thánh Tâm thần mến của Chúa. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn cha cũng như cảm ơn các anh. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ thì con xin giới thiệu đến quý vị một người em rất là dễ thương. Mấy lúc sau này là con dụ dỗ vô trong ca đoàn hát để dâng lời ca tiếng hát đến với Chúa. Và cô cũng rất là vui trong thời gian qua đã được cảm nghiệm rất là nhiều những hồng âm Chúa ban cho chúng ta trong từng lời ca tiếng hát mỗi ngày. Vâng, xin quý vị và các anh chị em cho một tràng tay đến cho những ca sĩ Mỹ Quyền trong ca đoàn Xin Vâng của cộng đồng chúng ta. Trước tiên con xin thưa với các cha, các ma sơ và cũng như là quý cộng đoàn là nhờ chị Mỹ Lan mà Mỹ Huyền đã vào được ca đoàn cũng như là đến gần với Chúa hơn. Cái đó là cũng là cái ước nguyện của Mỹ Huyền rất là lâu rồi, tại vì quá bận bịu trong cái nghề nghiệp của mình. Dù rằng Mỹ Huyền đã hát trong ca đoàn từ năm 9 tuổi cho tới 26 tuổi ở ca đoàn ở nhà thờ Fatima Bình Triệu. Thưa quý vị, Mỹ Huyền và gia đình đến nhà thờ Fatima Bình Triệu từ lúc mà hoang sơ, lúc mà mới vừa thành lập nhà thờ Đức Mẹ Fatima, và rất là cảm động và rất là không biết nói làm sao khi mà Mỹ Huyền đã được đến gần với Chúa hơn trong ca đoàn Xin Vâng để dâng lời ca tiếng hát cho Chúa. Và trong ngày lễ tiễn đưa cha phó Khởi thì con xin gửi đến một bài hát để mà tặng cho cha, tặng cho quý sơ, quý cha cũng như là tất cả các anh chị em. Nhưng mà trước khi con hát cái bài này thì con xin tặng cho cha Khởi một cái câu con chế, cũng giống như anh Bộ hồi nãy chế bài hát đó, thì con chế từ cái bài mà Thao Thức Vì Em để mà tặng cho cha Khởi. Cha cha suốt đêm cha thơ thức vì đàn thơ, vì lời dẫn từ lúc cha đang trình, và rồi mai đây cha lại đến hứa chọn cả cuộc đời. Dạ. Và bài hát hôm nay thì Mỹ Huyền gửi đến một ca khúc ngoài đời nha quý vị. Tại vì nãy giờ cũng hát nhạc đạo nhiều rồi, Mỹ Huyền xin bằng phép gửi đến một ca khúc ngoài đời rất là dễ thương, quen thuộc của nhạc sĩ Anh Thi và Trần Thị Thanh. Mời quý vị thưởng thức ca khúc Hoa Biển.
trên trần đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên mơ vắng, nên đêm vô trùng anh mong tìm gặp hoa trắng để tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Chúng tôi ngồi gió lên bên trên sông ấy lung linh rừng hoa, màu hoa thật trắng, ôi nghe nở thắm mắt gây lòng nhau. Vượt bao hải lý, chưa nghe với lắc lư con tàu đi.
cái cô bán hàng mua nhiều nữa. Bay luôn cái nón luôn, tìm quá, bay nón luôn chứ. Được chưa? Tài muốn nó nói gì không? À, chúng con nhóm múa yêu nhiều tuổi, xin kính chào cha chánh xứ Nguyễn Văn Tuyên, kính chào chú rể đặc biệt của buổi tiệc hôm nay, cha Phêrô Phan Tấn Khởi. Một cái nhóm múa mà được tập đoàn thân thương đặt tên là nhóm yêu nhiều tuổi. Nhưng mà thật ra chúng con có tên đàng hoàng, chúng con có tên của chúng con là ban vũ múa phục vụ Đức Mẹ Sầu Bi. À, hôm nay trong cái ngày đặc biệt của cha Khởi, trong cái tâm tình tri ân và tình yêu của chúng con dành cho cha, chúng con là một cái nhóm rất là mới, còn non nớt và chúng con không có quỹ. Thành thử ra chúng con mới dùng công sức và tình yêu của chúng con để làm thêm, làm thành những cái món ăn rất là đặc biệt miền Nam để cho quý ông bà cô khách thưởng thức hôm nay. Các quý vị phải chắc chắn là phải thưởng thức để biết tài nghệ của các yêu như thế nào. Nhưng mà đừng có lo, chúng con không có bắt tát đâu mà cũng không có bán rẻ tí nào hết. Tại vì á, với cái tình thương yêu của các quý vị á, xin các quý vị nè, các quý vị thấy hai cái phần này không? Xin các quý vị đó, tùy theo tình thương yêu của mỗi người, giúp chúng con có một cái món quà để tặng cha Khởi hôm nay. Bây giờ trong tâm tình yêu thương, chúng con có một cái bài thơ gọi là thơ con cóc đó. Thì nó không phần điều gì hết, nhưng mà nó nói lên cái tình yêu của chúng con. Chúng con xin tặng cha Khởi. Cha Khởi bỏ xứ cha đi, chúng con buồn ngùi biết thuở nào khuây. Công cha đào đất trồng cây, đến ngày ăn quả cha đi mất rồi. Và bây giờ nhóm phụ chúng con xin tặng quý ông bà cô bác bài Lúa Mùa Duyên Thắm. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để ủng hộ ban vũ. Thank you.
Và bây giờ các chị sẽ bán những cái thức ăn mà ở Việt Nam rất là quen thuộc sau những theo cái bản nhạc múa miền quê này nhé. Làm sao bán làm sao chị? Tùy theo lòng Hảo Tâm. Ai mua bánh không? Ai mua bánh mì không? Bánh mì đây. Vừa có bánh mì này, bắp này, em coi có gì nào? Bánh bắp luộc, bánh mì, bánh bò. Rồi bánh bò. Bánh rồi bò. Quý vị ơi, ủng hộ các chị nha. Tất cả số tiền này. Bây giờ không bán 10 đồng mà bán 100 đồng thế mà ai mà mua cái này bỏ 100 đồng em mua một cái đâu? Ông chủ tịch mua hai cái, em mua hai cái là mỗi người 200 nha. Vâng, rồi hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ cho gánh hàng rong của các chị nha. Để toàn bộ số tiền này chúng ta sẽ làm một cái món quà để gửi đến cho cha khó của chúng ta tỉnh này đi. Rồi, bây giờ đây, chúng ta sẽ nói chương trình nha. Xin mời anh Ngọc Giao, Ngọc Giao đâu rồi ạ? Bắp, bánh mì. Xin mời anh Ngọc Giao lên sân khấu, chúng ta tiếp nối chương trình văn nghệ nha. Quý vị ơi, ủng hộ thiệt là nhiều, gánh hàng bánh bò, bánh khoai mì, bắp luộc. Chúng ta có bắp luộc, rồi bánh bò, bánh mì. Ủa, tùng của mấy chị đâu rồi chị ta? Dạ, mời Ngọc Giao. Mời các chị, đi tất cả các bạn, chúng ta biết rồi. Lần cuối cùng chúng ta có cơ hội để mua những cái món ăn này. Nó không có đáng gì nhưng mà chúng ta nhớ đến cha, quý mến tới cha. Các tiền mà hôm nay các chị mà thu được hôm nay thì tặng cho trời ơi anh chủ tịch cha, cha phó của chúng ta. Chị quý vị rộng tay, tôi mua hai cái là rất là ngon, bánh mì rất là ngon, mỗi cái tôi bỏ 100 đồng, hai cái là 200 đó quý vị. Ông nào chủ tịch tuổi cao không những bỏ hai mà bỏ ba luôn đấy nào, đúng rồi nào, đứng chứ nào anh nào đâu anh Tuấn ơi. Dạ. Anh Hào định gánh mà gánh không nổi, thôi phải để cho mấy chị bán cho nó vơi vơi chút xíu đã. Rồi bây giờ chúng ta tiếp nối chương trình văn nghệ với anh Ngọc Giao ở ca đoàn Hiển Linh với nhạc phẩm Nắng Paris Nắng Sài Gòn. Xin chào anh Ngọc Giao, một chào phát tay quý vị ơi. Tôi xin tặng cha Sở và cha Khởi cũng như các chị em trong ca đoàn Hiển Linh, xin cảm ơn. Thank you.
Thank you.
liên hát một nhạc phẩm để dành tặng cho Song. Cô mời Trang Lộc. Hôm nay chúng ta có Trang Lộc hiện diện, quý vị ơi. Con xin chào cha. Và rồi Liên hát một bài tặng cho Song, rồi cô mời Trang Lộc lên đây hát một bài tặng cho cha Khởi nha. Mời Liên. Bây giờ chúng ta không còn giờ nhiều, thành ra là xin phép quý vị nào tham gia chương trình văn nghệ thì chúng ta chắc là sẽ không anh Hòa nó không được phát biểu nữa, tại vì hết giờ rồi. Thì bây giờ mình chỉ lên mình hát thôi nha các anh chị. Rồi Liên sẽ gửi đến nhạc phẩm Mây Lang Thang. Xin dâng trên bên
Trong tay con hãy đưa
vẫn nhớ tình con trong tay trong tay vò tay thương mến. Nhân lành trong đời.
tin ngài và mãi yêu ngài thương đàn con thương cha những linh mục ngài ban cho con từng ngày qua ấp ấp dâng hiến con vui sống lãnh nhân lời ngài mình báo thân ngài nuôi đàn con cùng ta ơn cha.
xin tạm ứng đó thì con xin lỗi chào là đúng là anh em chúng con gia đình và Trần Giang đây là con của bà Phạm Thị Dung thì trong những tháng ngày vừa qua chúng con rất là cảm phục cha cho dù sớm kia chiều tối những lúc mà khó khăn thế nào thì cha cũng đến với gia đình chúng con rất là mẹ con trong lúc cặn nghèo thì con có biết lấy một hơi con xin đại diện em để cảm tạ cha có chút vật nhỏ chúc cha trên đường trên này cảm nhận sự đủ mới được hoàn thành tốt đẹp hơn và phải chúc sức khỏe chúng ta rất nhiều và con thì con hứa chắc bất cứ một điều là cái tháng 9 tới là lễ quan thành của ba lời chúa với con chắc chắn cha phải đề để lại phòng ở chúng con đó là con là cái lời mời trước chắc chắn cha sẽ vậy không có nhà mình là riêng chị không ba lời chúa của chúng tôi là riêng chị hai cái không có giống nhau chị xin tối chị nhá con xin gửi ra cảm ơn anh huy trưởng trưởng của huy làm đã biên cũng như cảm ơn bà thanh và cảm ơn tất cả các cô trong 6 năm vừa qua đã đồng hành với con trong các sinh hoạt cũng như các lễ của huy đoàn và quên xin chúa luôn luôn chúc lành cho tất cả mọi thành viên trong huy đoàn qua lời chuyển cầu của thánh đã biên chúa là một người thật đại chúng với chúa và em luôn sau đó chúng em chỉ có xin cảm ơn các bạn chào mấy con nhờ giống như anh rất kiếp chấn đủ qua các bạn em ơi cha rất là một chỗ cảm ơn em cảm ơn các anh chị rồi bây giờ mời các em thứ gì thánh thầy cũng có đôi lời với cha đây xin mời các em rồi đứng luôn dạ vâng các bà mẹ công giáo con cũng xin đại diện cho các bà mẹ công giáo xin kính chúc cha nên về xin mới của cha được làm tròn sứ nghiệp của thiên chúa cho có cho cha xin cha ở lại nơi ơi chúng con xin cộng đoàn Thiên Chúa một tràng pháo tay cho tương lai của cộng đoàn Thánh Phêrô Westminster các em thiếu nhi thánh thể and leading them closer as a sacrament, right?
do the mass every day. I will see you around and you around, right? Okay. All right. Thank you. Rồi, cảm ơn các em thiếu nhi tương lai của cộng đồng Westminster. Chào tất cả luôn. Chào tất cả luôn. Tụi con xuống đi con. Tụi con đi xuống. Rồi, tiếp tục để cho mình chiêm ngạn tiếp tục luôn. Rồi. Kính thưa cộng đoàn Thiên Chúa, hôm nay U50 đi bán hàng và được một món quà, và U50 muốn tặng cái món quà này cho chàng phó của chúng ta. Vâng, một tràng hót tay để cảm ơn U50 đã gánh hàng đi bán hàng. Đức mẹ sầu bi thì lúc nào Đức mẹ cũng buồn hết, nhưng mà nhìn mặt của các chị thì hình như là coi như là niềm vui tràn trề. Xin chúc cho tất cả các chị luôn luôn hăng say phục vụ, rất là nhiều các chị ở đây trong ban giáo lý cũng như là trong ban của các viên lời Chúa, thì các viên thánh thể và các ban thể khác. Xin Chúa chúc lành cho các chị và xin Chúa chúc lành cho công sức của các chị. Các chị nói là đây là món quà, nhưng mà món quà mà lớn nhất mà con rất là ao ước nhận được từ các chị và cuối cùng cũng bảo anh chị em, đó là lời cầu nguyện cho con để con luôn luôn trung thành với sứ mạng của mình. Đó là món quà lớn nhất mà con ước ao nhận được hàng ngày. Quý vị có đồng ý không? Một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần này. Cảm ơn cha, cảm ơn các chị ạ. Rồi chị cha, vâng, chúng ta trở lại chương trình thật là vui tươi, sống đời với một nhạc phẩm theo nhịp tuyết với tiếng hát của ca trưởng của cái đoàn ngàn thông cho chúng ta, Kim Thân. Dạ, con xin được kính chào quý cha, quý sơ và tất cả quý cô chú anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ trước hết thì con xin chúc thay mặt cả đoàn ngàn thông thì con xin được gửi một chút sức khỏe và lời chào thân thương nhất đến cha Khởi và kính chúc cha thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều hồng ân Thiên Chúa để tiếp tục sẵn sàng tiếp tục sứ mệnh mà Chúa đã trao cho cha và hoàn thành những trọng trách của mình một cách tốt đẹp nhất. Và quý vị ơi, con biết là quý vị bây giờ đang mệt và buồn ngủ lắm rồi đúng không ạ? Bây giờ mình hát một bài, mình ra một sàn, mình nhảy quậy tới với nên mình trước khi mình đi về ngủ cho con nhé. 60 năm cuộc đời được không ạ? À, con thấy nãy giờ mọi người chế lời hay quá, bây giờ con cũng hứng con chế một tí xíu để tặng cho cha Khởi. Nếu có gì thì quý vị bỏ qua giùm con nhé. Rồi, xin mời quý vị, tất cả các cô chú, các anh chị cùng ra sàn nhảy, mình nhảy cho vui nha. Thank you.
chỉ với em nào. Dù rằng đời linh không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là linh nam tình, tình nói sông rất nặng, tình hái hoa ấm mộng, tình vũ trụ đã xây. Mà mối tình rất êm đềm là tình yêu trong lòng anh. Yeah.
thương của mẹ.